Chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai của đợt rét đậm rét hại này. Thời gian gần đây sẽ là rét hại các bạn ạ. Bây giờ đang là 11 độ. Và cái đợt rét này nó sẽ kéo dài hết tháng giêng hơn một tháng trời. Thỉnh thoảng có ngày cũng trên rét đậm, tức là trên 15 độ. Tuy nhiên trong khoảng từ giờ đến hết tháng giêng là rét đậm rét hại ròng rã. Trời thì giống như mấy hôm nay, nó không mưa nhưng thỉnh thoảng lất nhất từng hạt. Tóm lại cái vấn đề mà trước sau Tết mưa ẩm là mình đã nhận định từ đây từ tháng 8, từ cùng mùa thu rồi các bạn ạ. Còn những trận mưa gần Tết đây mình nhận định lâu rồi. Và cái đợt rét từ hôm 27 Tết trở đi thì mình cũng nói lâu rồi. Thì qua đây các bạn nhìn, các bạn thấy là những nhận định của mình nó rất là chính xác. Nó không tuyệt đối nhưng nó trong cái đợt rét hoặc là đợt mưa nắng gió nào đó nó cũng khá là khớp. Hôm nay mình sẽ thăm cái vườn Thanh Hà, là loại vải thứ sáu nhà mình. Mình đã thăm 5 loại vườn thứ sáu. Hôm nay mình đã cố tình đi từ dưới tây lên đông. Mình đi ở ngoài đường để các bạn nhìn cái vườn nhà mình từ bao quát từ xa. Bởi vì bây giờ là buổi sáng khoảng 7 rưỡi, hôm nay mình dậy rất muộn bởi vì ngày nghỉ. Mình vừa dậy mình ra, mình lau qua mặt mình ra thăm vườn luôn. Mình chỉ thăm vườn thôi, cho nên video nó sẽ dài hết. Không biết dung lượng điện thoại mình nó nạp được bao nhiêu lâu. Như vườn thì mình khoảng 90 cây vải, mình sẽ đi hết lượt nhé. Cây thứ nhất. Vườn mình xác định năm nay không phải là bao nhiêu lần lộc đâu các bạn ạ. Có cây 6 lượt đấy. 7 lượt không biết đến đâu nhưng 5 lượt rất nhiều, 4 lượt khá nhiều. Bởi vì nó ra được một tí sâu cắn cụt. Xong nó dừng nó lại ra tiếp, lại sâu cắn cụt. Cứ như thế thôi. Vì nó ra quá nhiều lượt, dù rằng mỗi lượt chỉ một vài ly, một vài phân. Tí 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 tẹo 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 thôi nhưng mà cuối cùng vải mình cũng rậm mồ, rậm mệt này. Hôm qua mình đã triển khai cho vợ mình đi phạt. Nếu trời mưa thì mình rắc phân. Mua 3 tạ phân rồi. Mình mua 3 tạ phân NPK. Để bón cho mỗi cây 1 cân. Nhưng trời nó không mưa. Nó mưa quá nhỏ, nó ra nó nhát nhát nhát. Không thể rắc phân được. Đấy. Dự báo mưa nhưng mà nó chỉ là mưa nhỏ. Cả ngày hôm qua cũng thế, ở mình đây cứ lắc nha lắc nhắt. Lâu lâu vài hạt, lâu lâu vài hạt, hơi ướt người. Ngại thì chỉ ngủ trong nhà hoặc không ra vườn. Nhưng mà ra vườn thì cũng chẳng ướt. Đấy, may quá năm nay nó mưa như thế. Chứ nó mưa rào như năm 2019-20 thì vậy thì đứt đòn. Cho năm nay là một năm khó. Tuy nhiên vẫn có phương hướng để giải quyết được. Vườn vải này mình mới phun nước sâu, chưa phun thuốc bệnh các bạn ạ. Kế hoạch sang Tết mới phun. Nhưng mà hoa cũng dài mênh mông rồi. Mình đã đi hết hàng đầu tiên. Vậy là một tháng trước. Ôi giời, cái này bị sâu chơi cụt các bạn ạ. Ôi, sâu chơi cụt từ lúc nào à? Một tháng trước cái vườn nhà mình nó lôm côm, lộc lá các kiểu. Riêng năm nay cái vườn Thanh Hà mình đã cố tình, mình để như đầu video mình nói, sâu cắn cụt mất rồi. Ôi trời ơi, cây này bị sâu cắn cụt. Sâu cắn cụt. Mình cố tình, mình để cái vườn này lôm côm các kiểu. Bởi vì theo cách làm của mình, bất cứ một loại vải nào, mình có làm một video là tẩy não. Kể cả vải tháng 3, u hồng, u gai, u dây, u trứng, u gì, Thanh Hà, vải thiều, tàu lai, tàu sớm, tàu muộn như nhà mình ấy. Chúng ta không cần biết. Một kỹ thuật đơn giản, cực kỳ đơn giản, là chúng ta không cần phải xem thiên văn địa lý, trời mưa, trời gió, băng giá hay là nắng nóng gì cả đó. Trước khi ra hoa 4-5-50 ngày,
chúng ta phun cho nó một lần HTC. Rồi lọc lá gì kệ, đã cũng chẳng phải căn lọc. Đấy là đơn giản nhất. Làm hoa chỉ cần một lần như thế. Giờ các bạn đừng bao giờ, không phải xem video của ai, cũng đừng học hỏi kinh nghiệm từ đâu nữa, kệ hết, bỏ hết tất cả. Chúng ta thu hoạch trong vải, tỉa tót bình thường. Rồi chăm sóc bình thường, giữ sâu, giữ sâu, không cho sâu. Ui dồi, đấy các bạn, mình phạt khủng khiếp lắm. Bao giờ này, các bạn nhìn nhá. Mình phạt này. Đây các bạn nhìn này. Mình phạt nhá. Đây, đây. Các bạn nhìn nhá. Chẳng biết ra bao lượt này. Đây. Bao giờ các bạn nhìn này, dặm mù này. Ui dồi, này. Hai cây mình phạt, các bạn nhìn nhá. Mình phạt. Trước mình phạt hở hàng mét. Các bạn nhìn nhá. Đây, đây, đây. Đây. Từ cành này nhá. Này, sang cành bên này. Tầm mét. Đây này. Các bạn nhìn nhá. Đây này. Hơn một mét. Nhưng bây giờ như này, các bạn nhìn này, lại rát nhau rồi, lại không đi được rồi, lại phun thuốc sâu được rồi. Mình nói đến đâu nhỉ? Thu hoạch xong, chúng ta bấm xỉa phạt, bón phân, vân vân. Tóm lại là chúng ta chăm sóc, lọc, thì chúng ta cạy đấy. Hôm nào mưa, hôm nào gió thì khi nào cạy đó. Chẳng làm quan tâm làm gì cả. Cũng chẳng cần biết lọc ra, lọc ngắn, lọc dài cái gì cả. Vậy trước khi ra hoa 45 năm ngày, chúng ta phun cho nó một lần HTC Max cao nhất. Rồi bỏ đó đi chơi. Đi làm công ty anh em trẻ. Ngày xưa sang Trung Quốc chặt mía các kiểu. 30 ngày quay về xem. Thế thôi. Cho nên năm nay mình cố tình mình để cái vườn Thanh Hà nhà mình như vậy. Hôm 13, nhỉ 13 hay 14 tháng 12. Cách đây gọi là hơn một tháng. Đây là hàng thứ hai mình đã thăm. Vậy không sót một cành nào. Từ lộc lá lôm côm các kiểu. Hôm thứ ba, nhà hôm 13 nhỉ, 13 tháng 12 hay 14 đấy, mình ra mình thăm. Thì lộc lá lôm côm, cây nhú. Cây nhú. Cây nhú lộc. Cây lộc đang đỏ. Cây lộc muôn nhú. Thì nó tóm lại là các kiểu lôm côm. Theo các bạn bảo là anh làm video chia sẻ hay bạn làm video chia sẻ mà bạn bỏ vườn hoang như thế. Bỏ đi thì phí vô cùng. Không phải phí đâu các bạn ạ. Dụng ý của mình. Mình muốn chứng tỏ với các bạn. Các bạn không cần phải nghiên cứu, học hỏi, rèn luyện, nhìn màu lộc lá, xanh, đỏ, tím, vàng gì cả. Lá dày, lá mỏng, lá cong, lá ưỡn lên, lá ngửa xuống cái gì cả. Các bạn chỉ cần nắm được một đơn giản nhất. Đó là thời vụ ra hoa của vải nhà mình. Còn nhiều bạn làm vải ở các tỉnh khác, các bạn hỏi mình thì mình chỉ biết được. Vải các bạn không biết, mình biết vải các bạn. Nghe nó vô lý quá. Các bạn ghi chép nó vào. Và chúng ta làm cây ngắn ngày thì chúng ta không nói như cây vải này nó theo thời tiết dương lịch. Cho nó ghi chép. Cho nên tại sao mình nói lịch dương. Ví dụ hôm nay là ngày bao nhiêu? Đấy. Đấy, ví dụ hôm nay là ngày 28 âm đúng không? Tức là ngày 30 tháng 1. Vậy 30 tháng 1, 31 một ngày đến mùng 4 thì ngang ngày nữa chúng ta là lập xuân. Cho nên chúng ta ghi lịch dương vào. Bởi lịch dương nó xuân hạ thu đông, nó ổn định, nó theo lịch mặt trời. Mùng 4 tháng 2 lập xuân chẳng hạn. Thì chúng ta cứ gọi là đầu tháng 2 lập xuân. Độ mùng 5, mùng 6 tháng 5 lập hạ chẳng hạn. Thì chúng ta đầu tháng 5 lập hạ. Mùng 7, mùng 8, tháng 8 là lập thu. Thì gọi đầu tháng 8 là lập thu. Mùng 7, mùng 8, tháng 11 là lập đông. Thì gọi là đầu. Trời, cây này bị sâu các bạn ạ. À, bị bệnh các bạn ạ. Vậy là mình chưa phun thuốc bệnh. Cho nên bị bệnh khá nặng nhá. Những cây này, ở ngoài này, gần bên này đều bị bệnh. À, các bạn nhìn thấy bên này, vườn này có gì điểm gì khác không? Tất cả những cây ở gần đây nó đều có vấn đề hoa nó kém hơn trong hàng trong vườn mình, dù rằng lộc rất đẹp, rất thành thục, rất là bánh tẻ. Các bạn nhìn thấy đất thì các bạn tự hiểu ý của mình. Còn trong vườn mình lộc đẹp hơn. Mình đã thăm hàng thứ ba. Đấy, mình đã thăm hàng thứ ba. Mình đang nói đến đâu nhỉ? Đang nói đến cái đoạn mà lịch dương. Vậy chúng ta ghi chép vào. Cây này mình trồng cây tháng thanh gì nhỉ? Tháng 3 để mình ghép. Nhưng mình chưa ghép. Chắc năm nay ghép được rồi. Còn đây tiếp tục mình nói về Thanh Hà. Vậy chúng ta ghi chép vào. Bây giờ mình quan sát vườn nhà mình.
Hôm nay là ngày tháng năm nào, ngày mấy của lịch dương. Chúng ta ghi lịch âm bên cạnh thì ghi. Vải mình nó nhú hoa, nó điểm hoa, nó nhú hoa, nó nhú dài, rồi đậu quả. Nhưng mình chỉ tính thời gian nhú hoa thôi, mình không tính đậu quả. Bởi nhú hoa xong thì chúng ta làm quả bình thường, cho nên mình không bao giờ để ý đậu quả. Còn nếu các bạn không nhớ được thì mình đã chia sẻ nhiều video rồi. Nó mang tính tương đối bởi vì mình lấy mùa vụ nhà mình cũng như kinh nghiệm của mình áp sang. Sâu cắn cụt nhé. Vải u hồng nhú hoa đầu tháng 1 dương lịch. Vải thanh hà nhú hoa giữa tháng 1 dương lịch. Vải thiều nhú hoa đầu tháng 2 dương lịch. Vậy từ đó chúng ta trừ ngược đi 45 50 ngày. U hồng nhũ hoa đầu tháng 1 thì giữa tháng 11 là 45 ngày chúng ta phun HTC. Thanh hà nhũ hoa đầu và giữa tháng 1 dương lịch. Vậy là chúng ta phun HTC vào đầu tháng 12 dương lịch. Tuy nhiên mình vừa rồi mình phun 15 tháng 12 mình phun, vải mình bây giờ vẫn ra hoa hơi muộn bởi vì mình đã cố tình phun muộn. Đấy. Còn vải thiều đầu tháng 2 dương lịch thì chúng ta phun vào giữa tháng 12. Thì như mình hay phun trước sau đồng chí 5 ngày. Thế thôi. Chúng ta không cần phải xem video của mình nữa. Bỏ hết thời gian làm lọc. Và cũng chẳng phải xem của ai. Cũng không cần xem vải mình lá dày, lá mỏng, lá cong, lá ưỡn, lá dài, lá ngắn, bánh tẻ, màu nõn chuối, màu đồng hun, màu nghệ hay màu gì. Chỉ cần trước ra hoa 45-50 ngày, chúng ta phun. Mình đã thăm qua hàng thứ 4, không sót một cây nào. Từ cây lộc non, lộc già, lôm côm, các kiểu, gì, cái gì cũng có, đều ra hoa, không sót một cây. Đây. Còn đối với như vườn như này thì thời gian ra hoa thì mình đã hơi muộn bởi vì năm nay mình đã phun HTC muộn mất nửa tháng. Vậy là nó ra sau nửa tháng với mọi người. Tuy nhiên cũng có cây dài, cây ngắn như cây này, giá kể mình phun HTC sớm thì đã ra hoa sớm hơn. Nhưng phun muộn thì bây giờ chúng ta đều biết cái vải thanh hà có đặc điểm là nó ra hoa sớm, quả thưa, quả ít nhưng nó sẽ đẹp hơn cây vải ra hoa muộn. Đây cây bé tí cũng đã ra hoa đây. Cho nên mà đặc biệt vườn mình đây, mình tuy rằng đốn phạt rất là sâu nhưng ra lộc n lượt, 3 lượt, 4 lượt, 5 lượt, thậm chí 6 lượt. Cho nên bây giờ nó cũng rất là rậm rạp. Nhiều cây lộc non thì chúng ta cần phải làm gì? Bởi vì nó rậm rạp quá. Theo mình nghĩ chúng ta nên tỉa đi. Nên tỉa. Bây giờ nó vừa lộc non này, vừa ra muộn này. Thì mình tỉa đi để nó thưa thoáng. Ui 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 dồi ôi trời. Nó thưa thoáng cho ra mạnh hơn một chút xíu. Mình đã sang hết hàng thứ 5 rồi nhỉ. Bước sang hàng thứ 6. Những cây ở ngoài nơi úng sắp kiểu như muốn chết. Trời lại đang mưa các bạn ạ. Lại mưa lâm râm. Đang mưa rồi. Lúc mình ra chưa mưa nhưng mà đang mưa lâm râm. Hôm nào cũng thế. Hôm nào nó cũng mưa lâm râm, nho nhỏ. Đây mình đang nói những cây này đây. Nó rậm quá. Mà bao giờ nó mới điểm hoa. Nhỏ này. Nó muộn. Thì chúng ta tỉa. Tỉa qua đi. Tỉa qua. Tất nhiên từ sau khi ăn Tết xong. Cho tỉa qua. Cho rắc phân. Cho tưới nước. Nếu như là chúng ta sốt ruột thì bình thường. À, bình thường thì chúng ta rắc NPK. Còn sốt ruột hơn nữa, chúng ta rắc đạm cho nhanh. Bởi vì bây giờ đang ra hoa. Mà thời tiết trong tháng giêng cơ bản là lạnh thì không thể ra lộc được rồi. Ta rắc cả đạm được để cho ra bằng được. Còn phun thuốc thì mình đã nói rồi. Chỉ có mấy ngày hôm trước thôi. Chúng ta không nắm bắt cơ hội bây giờ chúng ta đừng có phun đồ phiếc gì nữa. Trời dưới 15 độ cây nó không hấp thụ đâu. Mình đã nhận định rồi, còn các bạn không xem video của mình thì đấy do các bạn thôi. Mình
Nói những cái gì trước, dự định những cái gì trước, nó không hề sai. Đấy. Còn các bạn đăng ký kênh hay xem không xem, ủng hộ đến việc tùy các bạn. Mình chỉ biết đăng lên, mình cũng không kêu gọi. Đấy. Tuy nhiên các bạn thấy hữu ích thì các bạn đăng ký. Ngoài ra các bạn biết mình cập nhật độ chính xác đến ngày. Trời mưa, trời gió, trời nắng, mình đưa lên những nhận định không sai một chút nào. Mình không giả sử mà mình nói hôm nay trời nắng ấm, ngày mai trời rét và rét một tuần, ngày mai trời mưa là đúng. Đây là cây vải mình mới trồng năm, mình chả biết vợ mình trồng năm nào, nhưng năm nào cũng có quả. Thật ra với các bạn, chúng ta vặt đi, quả làm cái gì, nhưng mình cố tình. Đã hàng thứ mấy nhỉ? Hàng thứ sáu rồi. Và đặc biệt hai cây vải này là cây vải mà lộc kém nhất nhà mình, non nhất nhà mình. Bởi vì nó bị, khi nó ra hoa, à khi mình chặt đốn đi thì bị cách ly về nhà, nó hở hết thân. Lộc nó non đến mức độ non chẹt chẹt chẹt. Lộc mới nhú thôi, nhưng cũng điểm trắng rồi các bạn ạ. Vậy thì vải nhà mình gọi là 100%, mình đã đi qua 6 hàng, không hàng nào không có hoa. Sang cây non nhất vườn nhà mình cũng có hoa. Lộc bây giờ đúng ra còn hồng, cũng có hoa. Đây. Đấy, nhưng bảo bây giờ cái loại này thì nó muộn, chúng ta tỉa đi. Đấy, tỉa thưa đi. Còn chúng ta không tỉa thưa. Năm vừa rồi mình trống một cây như mình như này khoảng 30 cân. 5 năm. Từ năm 16 mình trồng, 19, 20 mình thu là 4 năm. Đến năm 21 thì một cây 20-30 cân, mỗi cây 40 cân. Quả gãy hết xuống, mình chẳng lên chẳng xuống như cây cam đường. Nhưng không chịu được, như nó sai quá, nó nhỏ. Cho nên chúng ta tỉa thưa đi. Năm 20 thì quả mình nó to, cho nên mình bán toàn đầu cửa cân. Nhưng sang năm 21 nó quá sai, dẫn đến nó còi, nó cọc, nó bé. Khi đậu quả xong các bạn nó thưa thế, bé thế, mà không thưa đâu. Theo mình lại chăm cho nó không dụng sinh lý nữa, thì dẫn đến nó sai hàng chùm hàng cục, sai quá. Giờ không bán kịp, dẫn hiện tượng là sau bị giãn cách cách ly thì không đi bán nữa. Thì năm nay mình đã phải quán triệt vợ mình vào đấy. Sau Tết đi tỉa đi nhá. Rồi sau cây que, vòi, cây trống, dây buộc có đủ đấy. Mày trống đi, buộc đi, tỉa đi. Cho ít quả thôi. Chính vì vậy chúng ta nên làm lộc nó già, ra quả sẽ đảm bảo hơn. Đấy. Cây này cây mình nói đây, úng này sắp chết đây. Hoa đây, năm nào cũng có hoa. À, như mình vừa nói cái đoạn đầu là những cây này chúng ta vặt đi, nhưng nhà mình kệ đó. Bởi vì mình muốn chứng minh với các bạn rằng vải mình từ cây sắp chết đến cây lộc lá nào cũng ra hoa. Và đặc biệt năm nay, mình chứng minh cho cái nhận định của mình, chỉ cần phun một lần HTC, không cần xem video của mình nữa, cũng chẳng cần hỏi ai nữa, cứ chăm lọc lộc bình thường. Kiểu gì cũng ra hoa. Ra hoa 100%. Đấy. Không sót một ngọn nào. Từ lộc non nhất. Đấy. Mình đã đi qua những cây lộc non nhất, những cây yếu nhất. Tất cả đều. Đây, một cây lộc cực non đây. Đấy, các bạn nhìn này. Đây, cây này mới là cây khó. Cây này mới là cây khó đây. Đấy, đều điểm hoa hết. Bây giờ mình không dùng từ báo nhé, mình dùng từ điểm. Đều điểm hoa hết. Từ cây lộc non. Và với thời tiết này, vải không chuyện ra lộc được. Chỉ có ra hoa. Chỉ có ra hoa thôi, bởi vì nó quá rét. Nhưng với điều kiện cây vải chúng ta mà khỏe, còn cây vải chúng ta yếu là nó ngủ, bởi chúng ta cho nó ngủ rồi. Bằng cách là chúng ta khoanh sớm để ức chế bằng được nó ngủ. Có người khoanh hai lần. Khoanh lần một, khoanh lần hai, khoanh lần ba. Lại phun ức chế lần một, phun ức chế lần hai, ức chế lần ba. Cây vải thứ hai là cây vải non nhất vườn nhà mình. Và đồng thời cũng là một trong hai cây vải bị khô thân. Các bạn nhìn đây.
Bởi vì mình chặt, tuy rằng mình chặt không nhiều, mình đứng xem bên này dễ xem hơn. Nhưng bởi vì cây vải mình nó là cây vải lộc bé, cây non. Cho nên mình chặt nó hết mất lá mất. Mình lại không che được các bạn nhìn nhá. Mình chặt không nhiều đâu. Nhưng mình chặt hết sạch lá mất. Để các bạn nhìn này. Để các bạn nhá, nhìn nhá. Một cây vải mà mới được 4 năm. Mà mình chặt bằng này thì các bạn biết. Một đoạn này nó ra hơn 1 mét. Bằng ngón tay cái này. Hơn 1 mét thì hết sạch lá. Là dẫn hiện tượng là mình không che được thân, nó khô thân đây. Chân chính vì vậy mình không thích làm lòng chảo. Đây. Mình chỉ làm tán cầu để nó che thân cho nhau. Còn nếu bao giờ có làm lòng chảo thì các bạn cũng nên để một vài cây che thân. Không khô thân này hại cây lắm. May nó chỉ một đoạn này thôi. Nhiều bạn là bị hết tất cả. Mình bị hai. Và hai cây bên kia đều ra hoa. Đấy, mình bị một điểm này. Hai điểm này. Ba điểm. Bốn điểm. Gọi là mấy điểm khô. Cho nên mình thích làm bạn bán cầu. Hoặc là tỉa thưa như nhà mình. Tất nhiên nhà mình nó có điều kiện thuận lợi. Mình đi hàng thứ mấy nhỉ? À đây. Còn hàng này mình chưa đi. Đây. Đây các bạn nhìn đây. Mình chặt khủng khiếp như thế nhưng bao giờ nó mập này. Úi, thấy chưa? Rồi, ối. Bạn nhìn chưa? Lại rậm mù mịt. Lại hàng 3-40 cân một cây rồi. Chặt cột còn nguồn ngôn này. Đơn giản không? Vải chanh hà như cây cỏ. Để tự nhiên vẫn ra hoa đậu quả. Mà các bạn khoanh kỹ thuật, khoanh 1, khoanh 2, khoanh 3, khoanh 4. Lại phun ức chế lần 1, ức chế lần 2. Vứt hết. Chỉ cần một lần phun HTC thôi các bạn ạ. Khỏi cần gì đi. Hình như hàng này mình đi rồi nhỉ? À, đúng rồi. Hàng này mình đi rồi. Thôi, tôi đã đi đi lại lần nhá. Vẫn là đi lại, tôi xin lỗi các bạn. Đây. Đã đi đi rồi. Đây, vàng, non, xanh, đỏ, tím, tái. Các kiểu hoa đầu điểm hết. Thì những cây này phải tỉa nhá. Tỉa cho ra hoa. Tỉa, chắc NPK thậm chí cho đạm đi. Mình mua sẵn là như trời không mưa. Cái vườn này là phụ thuộc trời mưa. Hay cứ mang rắc bừa phứa đi nhỉ. Biết đâu mai ngày kia nó mưa nhiều một chút. Còn không mưa thì để cỏ nó che. Mỗi cây một cân một tạ. 2 triệu đấy. Hơi nhiều tiền đấy. Đúng rồi, cây này mình hàng này mình tham rồi. Trời không mưa thì bay hết hơi. Thôi mình lại dọn phân đi vậy. Hôm nay trời mưa to mới rắc. Cứ mưa lắt nhắt thế này thì rắc cái gì. Bay hết lên rời. À vấn đề bay hơi thì chủ yếu chúng ta rắc phân thì NPK phải không? Nếu NPK thì nó có đạm nó bay hơi nhá. Còn nếu như là không có đạm chỉ có lân và kali nó không bay hơi đâu. Bởi trong NPK là ba cái chất. Đó là phải ba phân mình gọi phân cho dễ đợi chất. Nhiều khi anh em các bạn lại không hiểu. Là ba cái nhóm phân, đạm, lân và kali. Và đạm và kali thì nó đều tan trong nước. Tuy nhiên, thôi mình cứ chọn độ tan nước tan đi nhé. Độ tan trong nước này. Đạm và kali tan trong nước. Lân không tan. Thứ hai, độ bay hơi. Đạm bay hơi. Kali không bay hơi. Cho nên khi chúng ta bón phân, đạm là loại phân thất thoát mạnh nhất. Nó thất thoát qua thứ nhất là bay hơi, vậy cho rắc xuống bay lên. Cho khi chúng ta bón phân mà thấy lấp xong phân mình đất đen chính là bị bay hơi. Rồi chúng ta bón phân ra chúng ta thấy mùi khai khai như mùi nước tiểu chính là đạm bay hơi. Thứ hai, nó rửa trôi đạm bởi vì tan trong nước rất nhanh. Khi chúng ta rắc phân mà không may trời mưa, rồi đất vườn chúng ta nó không nó phong phẳng nó dốc là nó bị rửa trôi. Thứ ba là thẩm lậu. Tức là nó cũng là rửa trôi thôi, nhưng nó rửa trôi chui xuống đất. Rửa trôi là mình trôi đi, trôi vật lý giống như là nước chảy, trôi vất đi, ra chỗ khác, vườn nhà khác. Còn thẩm lậu là nó chui xuống đất. Nó dễ mình có bị 5-60 phân 2 mét chẳng hạn, nhưng nó chui quá đấy, thì nó mất xuống đất. Thế là nó bị gọi là thẩm lậu. Đây là cây tháng 3 mình trồng để ghép. Để mình ghép gì nhỉ? Ghép thanh hà. Bởi vợ nhà mình trồng từ năm 16 nhưng mà trồng này đến nay chưa xong cây các bạn ạ. Đấy, mình đây nhờ anh em chia sẻ chuyển hoa đực hoa cái đây các bạn nhìn này, vài tháng 3 mình nở không cần hoa đực nhá, nở hoa cái luôn nhá, chính là mình dùng HTC có gì đâu, ức chế đơn giản ở đợt ớt ngay mà các bạn cứ phải tranh luận tìm hết các kỹ thuật này kỹ thuật kia, muốn vải nhiều hoa cái đơn giản
chúng ta chỉ sử dụng các chất ức chế. Trước ra hoa 45-50 ngày, chúng ta phun cho nó một lần HTC. Thế là sau nó sẽ tỷ lệ hoa cái nhiều. Còn mà chúng ta không dám phun HTC, chúng ta dùng các sản phẩm lân kali chúng ta phun, nó cũng thế thôi. Tại sao các bạn xem vải nhà mình, xem vườn nhà mình, từ năm 19 đến nay, vải mình toàn chùm, một ra hoa hoặc là không ra, toàn vải chùm. Chính là mình dùng HTC, không dùng ức chế thôi. Vải mình một là ra hoa, hai là không ra, mà đã ra hoa là quả sai. Như thế các bạn ạ. Thế thôi. Cây này là một cây lộc non, nhưng cũng điểm hoa rồi. Đấy, cũng điểm hoa rồi. Đưa mình xem lại, vừa rồi mình thấy cái điểm đây. Đây đều điểm hoa nhé. Đây, đây rồi, khỏi phải xem lại đi. Còn cây bên này thì khỏi xét rồi. Cây bên này là cây lộc già. Hoa bây giờ rất là già. Đấy, hoa rất dài. Vậy là mình đã đi hết 90 cây vải nhà mình. Không sót một cây nào không có hoa. À chưa đi, mới gọi là 80, 98 cây. Còn cây cuối cùng mới là cây 90. Rồi, cây này hoa nó mới dài này. Nó dài mênh mông này. Rồi, đây là rõ hoa đấy. Vậy là mình đã đi thăm đến loại vải thứ 6. Đây mình lại quay lại trở lại cây vừa rồi mình bảo là bị phơi nắng đây. Cây này à? Bảy lần lọc. Nó ra một cái. Một ly thôi, hai ly thôi. Sâu sơi luôn, lại cụt. Lượt thứ hai, lại cụt. Đây mấy cây này này. Đều bị tình trạng đấy. Đây, như đều điểm hoa rồi. Đây, đều điểm hoa hết rồi. Vậy là vườn Thanh Hà nhà mình 100%. Từ cây sắp chết cho đến cây lộc vừa nhú như cây này, mình dùng HTC phun diệt đi, đều đã ra hoa. Không cần kỹ thuật gì, chỉ cần một lần phun HTC hôm 15 tháng 12. Nếu như mình phun từ mùng 10 tháng 12 thì vải mình sẽ ra hoa dài hơn. Còn có một điểm hôm qua các bạn tranh luận với mình, các bạn tranh luận là không nên dùng hóa chất. Các bạn nhìn cái vườn vải thiều nhà mình, vườn u hồng nhà mình và vườn Thanh Hà nhà mình, các bạn thấy màu nào? Một màu giống nhau. Đặc biệt vườn vải thiều nhà mình, hai ruộng vàng vàng, tất cả giống nhau. Nếu như các bạn không dùng hóa chất, đó là phân bón và thuốc sâu cũng chống bệnh, không bao giờ các bạn có được cái vườn như thế, đồng loạt một màu, cực kỳ dễ chăm sóc. Còn các bạn làm vườn, trong một vườn có cây già, cây non, có cây hồng, cây ra hoa, cây không ra hoa. Như nhà mình, một đã ra là ra cả vườn, không ra là dừng luôn, để bỏ chăm sóc, thậm chí vải ra được 50% mình bỏ vườn luôn. Ví dụ năm 2020, 19-20 vải mình ra khoảng 50% mình bỏ vườn luôn, đi làm cây cảnh. Bởi các bạn biết cái cây cảnh trước cửa mình không? Mình bán 20 triệu trong nhóm đấy. Một cây cảnh nó bằng một phần vườn nhà mình. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn những ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc.